Rất vui được chào đón tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình của chúng tôi. Thay mặt cho Phong Thủy Gia Cát thì kính chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc. Quý vị thân mến, như vậy là năm cũ 2021 Tân Sửu đã qua và năm mới 2022 Nhâm Dần đã đến. Trong tháng 4 âm lịch này thì ai cũng mong mình sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là khi bước sang năm Nhâm Dần 2022 thì mọi người đều cố gắng và nỗ lực không ngừng để có thể tìm kiếm những điều tốt đẹp để xây dựng mọi thứ viên mãn nhất trong tháng 4 năm 2022 âm lịch. Thưa quý vị, những gia chủ tuổi Kỷ Sửu trong tháng 4 âm lịch này thì có vận may lội ngược dòng, được quý nhân và thần tài tương trợ chiếu cố nồng hậu. Và cụ thể, trước khi bước vào tháng 4 âm lịch thì con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, công việc và mọi kế hoạch đều được thuận lợi, suôn sẻ. Và ngoài ra thì tuổi Kỷ Sửu còn tìm được cơ hội tốt để có thể thay đổi cuộc sống trong tháng 4 âm lịch này. Trước khi bước vào nội dung cụ thể thì quý vị đừng quên ủng hộ Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn vào đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào của Phong Thủy Gia Cát. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết qua video ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, gia chủ sinh năm 1949 Kỷ Sửu thường gọi là tuổi Châu, có ngũ hành bản mệnh phích lịch hỏa, tức là lửa sấm sét. Người Kỷ Sửu sinh năm 1949 là người thông minh, khôn ngoan, ứng xử khéo léo, lại có ngoại hình phong độ lịch sự nên dễ gây thiện cảm trong giao tiếp. Ngoại cảnh và vẻ hào nhoáng bên ngoài rất dễ lôi cuốn, vì thế suy nghĩ và ước vọng cũng mau thay đổi. Cho dù cố gắng cũng khó thành công với những ngành nghề đòi hỏi sự tính toán nhẫn nại và nhất là phải thể hiện tính khuôn mẫu mực thước. Ưu điểm lớn nhất của người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 là tinh thần trách nhiệm với công việc cao, sống thực tế, mọi chuyện đều suy xét kỹ càng trước khi thực hiện. Tuy vậy, họ lại khá bảo thủ và truyền thống quá, cứng nhắc, không khéo léo lại xử lý không tốt, lại dễ nổi nóng nữa cho nên là mọi chuyện thường rơi vào tình thế không thể vãn hồi. Về tình cảm, thì người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 ít khi thể hiện tình cảm của mình. Nhưng nếu gặp được người phù hợp thì họ sẽ bộc lộ thế giới nội tâm phong phú của mình. Người tuổi này cũng không biết cách thể hiện bản thân, làm màu trong mắt mọi người, nên nhiều khi bỏ lỡ cơ hội đến với mình. Phụ nữ dễ tin người, thích nghe theo lời đường mật từ người khác mà làm theo, cho nên khó tránh khỏi thất bại thời trẻ. Vận mệnh của gia chủ Kỷ Sửu sinh năm 1949 cũng có lúc mở mặt với đời, nhưng công danh tài lộc không bền, chịu nhiều phong trần từ thời tiền trung vận, tuổi già được nhiều phước đức và con cái nên danh. Xem tử vi tháng này của quý gia chủ Kỷ Sửu, vận trình khá ổn, tuy không đến mức vượng phát rực rỡ nhưng cũng không có điều gì đáng lo ngại. Ở độ tuổi này bản mệnh có thể an tâm hưởng tuổi già bên con cháu, không suy nghĩ quá nhiều về vấn đề tài chính hay con cái. Các đãi ngộ xã hội trong năm cũng rất ổn định, mưu sự có quý nhân trợ giúp, hỗ trợ lo liệu từ đầu tới cuối và không có bất kỳ vướng mắc nào. Xét về thiên can, Kỷ âm thổ gặp ất âm mộc nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này những gia chủ Kỷ Sửu sẽ dễ có được tài lộc hơn, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với người trong gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, hầu hết những người Kỷ Sửu ở tuổi này đã về hưu, không còn đặt nặng vấn đề sự nghiệp. Nhưng với những người vẫn còn lo nghĩ về đường công danh thì tháng này không phải là một tháng may mắn. Thậm chí có người còn gặp rắc rối với mối quan hệ với đồng nghiệp, đối tác, các bên không đồng nhất quan điểm, dễ dẫn đến đấu đá và loại trừ nội bộ. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ Kỷ Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, nguồn tài chính có dấu hiệu tăng lên trong tháng này. Đó có thể là nguồn lợi nhuận bạn nhận được khi thực hiện dự án bất động sản trúng số được hỗ trợ, lại thêm khoản lương hưu ổn định hàng tháng giúp mệnh chủ không còn nỗi lo về tài chính. Có người còn có điều kiện phụ giúp con cháu. Tuy vậy, trong tháng này thì gia chủ cũng có mức chi tiêu lớn, chủ yếu cho thuốc thang và đóng góp cho việc tu sửa nhà cửa. Ở độ tuổi này của gia chủ thì tiền bạc hay của cải không còn quan trọng, nên việc chi tiêu cũng không cần quá tần tiện.
gia chủ đã vất vả nhiều rồi, thời gian này hãy dành thời gian cho sức khỏe, cho con cháu và cho những thú vui tuổi già, làm những điều mình yêu thích. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tị, dậu sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn thì điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, trong tháng này cần phải đề phòng các nguy cơ tiềm ẩn về tim mạch, khí huyết. Ngoài ra thì có dấu hiệu bất thường về đường tiêu hóa, chú ý chế độ ăn uống khoa học. Những người có tiền sử bệnh về xương cốt thì không nên ở trong môi trường tối và ẩm ướt quá lâu, tránh khiến cho bệnh tình trở nặng hoặc bị hậu quả về sau. Nên theo dõi sức khỏe thường xuyên và có chế độ ăn uống phù hợp với độ tuổi. Cuối tháng này có thể xảy ra tai nạn khi di chuyển, gia chủ hết sức lưu ý. Các quý gia chủ kỷ sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý gia chủ tuổi kỷ sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tử vi tháng này dự báo các mối quan hệ của gia chủ rất dễ bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực, gia đạo bất ổn do các thành viên không tìm được tiếng nói chung, đôi khi chỉ vì một vài mâu thuẫn ý kiến mà dẫn đến tranh cãi, không khí gia đình căng thẳng. Một phần nguyên nhân cũng bởi vì tính cố chấp của con giáp này mà gây ra. Mệnh chủ nên lắng nghe nhiều hơn, cái nhìn của con cháu đôi khi cũng rất hữu ích và thích hợp với thời đại hiện nay hơn là chúng ta ngày xưa. Đừng tự quyết định mọi việc mà khăng khăng làm theo ý mình mà không cần tham khảo ý kiến người khác thì đôi khi chúng ta sẽ gặp phải những rắc rối. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ Lục Hợp Thân, Tam Hợp Sửu và Dậu Thành Kim Cục, xung hợi Hình Thân, Hại Dần, Phá Thân và Tuổi Tý. Đối với người tuổi Kỷ Sửu trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 4 năm 2022, tức ngày 6 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 18 tháng 4 năm 2022, tức ngày 18 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Sửu. Trong những ngày này thì mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Sửu trong tháng 4 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 4 năm 2022, tức ngày 11 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 4 năm 2022, tức ngày 23 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình mà bạn tiến hành thì cũng đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những người tuổi Kỷ Sửu trong tháng 4 âm lịch. Chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà phong thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của chương trình.